Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay tiếp tục em sẽ giới thiệu đến anh em một cây quạt Lationa gật gù nữa, đảo ngoài nữa, đến từ Nhật Bản. Thì như anh em có thể thấy thì chiếc Lationa này thì hôm trước em cũng đã review một chiếc màu đỏ. Hôm nay thì hàng về thêm một chiếc màu xanh rất là đẹp. Thì em sẽ lại tiếp tục review cho anh em. Thì cái dòng này nó là dòng đảo ngoáy, thì như anh em đã biết rồi. Đó. Nó có 3 chế độ. Thứ nhất là đảo ngoáy hình số 8. Thứ hai nữa nó là gật gù lên xuống. Thứ ba nữa là đi sang ngang. Đó. Và cuối cùng là nó dừng lại. Đó. Thì như anh em có thể thấy thì cái nó đang đảo hình số 8. Đó. Và anh em cũng thừa biết là cái dòng la này nó rất là xịn. Cái độ ngoáy của nó rất là xa, và cái có nghĩa là nó đảo độ tầm 180 độ rất là tốt. Đó. Rất là êm ái. Như anh em mấy anh em thường nói thì cây này nó còn ngon hơn mấy cây đảo ngoáy tầm mười mấy 20 triệu dòng gang sắt. Rất là đã. Êm, anh em có thể thấy êm ái vô cùng. Con này thì nó là dòng hai đồng hồ, anh em có thể thấy nó là một cái màu xanh rất là đẹp. Anh em có thể thấy đây là cái lồng mạ sáng choang. Cái suốt đời sưu tầm được những em như thế này thì phải mất rất là nhiều công sức. Đó, anh em có thể thấy rất là tuyệt vời. Với một cây quạt mà cao khoảng độ tầm 1m25 như thế này thì anh em có thể để ở phòng khách, phòng làm việc, phòng ăn rất là dễ dàng. Đó. Ở đây còn 4 cây cao 1m2 cho tới 1m25 nữa. Đó. Nhưng mà mấy cây này thì nó không phải dạng đảo ngoáy. Cây này nó là dạng đảo ngoáy. Cục bát nó rất là bự. À, nó nặng, cây này nó cực kỳ nặng. Rồi anh em nào mà yêu thích cái chiếc quạt đảo ngoáy này thì có thể liên hệ với em. Cảm ơn tất cả mọi người.